Hello, anh chị em nhà đầu tư thì mình là Tân đây, hôm nay quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày 22 tháng 12 2021. Thì thay mặt cho team phân tích của mình ấy, mình xin phép được đưa ra cái nhận định trong phiên giúp cho mọi người có được những góc nhìn đối với thị trường chứng khoán phiên ngày hôm nay cũng như là giai đoạn tới khi mà thị trường đang ở trong cái giai đoạn cũng khá là tiềm ẩn những giai đoạn gọi là rủi ro về sự điều chỉnh ấy. Thực ra thì giai đoạn vừa rồi mình cũng có những cái việc bận cá nhân thì thành ra là cũng chưa review thật là kỹ chi tiết hơn những cái mã cổ phiếu tiềm năng giai đoạn tới cho mọi người. Thì đoạn vừa rồi thì mình cũng đã đưa cho mọi người một số những nhận định về những mã cổ phiếu mà mình đã thấy là nó có những cái góc nhìn tốt đấy, ví dụ như cổ phiếu FCN giai đoạn vừa rồi mình cũng đã đủ gọi là đưa ra khuyến nghị cho anh chị em nhé. Đấy, và hiện tại thì nó cũng tăng rất là đẹp, đây là những cổ phiếu mà mình thấy là khá tiềm năng đấy. Hay là những cổ phiếu như FLT thì đoạn vừa rồi nó cũng tăng khá là đẹp với những cái câu chuyện đấy, liên quan đến hiệu thuốc Ong Châu ký hợp đồng hợp tác với lại Astra để phân phối thuốc đấy, và làm cho cái kỳ vọng của công ty nó cũng làm cho nhà đầu tư đẩy tiền vào rất là lớn đấy. Hay là một trong những công ty về chứng khoán mà nó sở hữu cái cổ phần của bên Momo ấy đấy, thì Momo thì cũng có những đà tăng trưởng rất là đẹp đấy, thì mình sẽ đưa cho các bạn những cái thông tin về những cổ phiếu như vậy đấy. Rất nhiều anh chị em có những câu hỏi với mình thì chắc là sớm nhất ngày ngày chắc là những ngày tới thôi thì mình sẽ tổ chức những cái buổi gọi là live stream để trả lời những câu hỏi về phân tích về cổ phiếu và những cái nhận định góc nhìn giúp cho mọi người tự tin khi mà đầu tư đấy. Thì bởi vì công ty như các bạn đều biết đấy, cái lĩnh vực về tech ở Việt Nam thì giai đoạn gần đây nó mới bùng nổ thôi. Những công ty đi đầu và những cái kỳ lân đi đầu như kiểu Momo ấy, nó sẽ là một trong những cái dòng chảy về tiền, nó sẽ hút được tiền rất là mạnh, giống như kiểu hồi xưa Facebook ấy. Đấy, người đi đầu luôn là những cái người mà có được cái nền tảng tốt hơn đấy, và có những cái tệp khách hàng chất lượng hơn đấy. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào cái việc mà đổi mới về công nghệ đấy, doanh nghiệp cái nền tảng về công nghệ có thay đổi để thích ứng với lại sự cạnh tranh gay gắt thị trường hay không ấy, thì nó cũng phụ thuộc ở dàn lãnh đạo. Các bạn có thể đọc những cái bài báo phân tích kỹ hơn về dàn lãnh đạo của Momo đấy, để nhìn nhận xem là công ty này là cái triển vọng trong tương lai nó thế nào. Và với việc Việt Nam đang dần dần mà hội nhập với lại những cái công nghệ quốc tế về thanh toán điện tử ấy, thì mình nghĩ là những cái công nghệ đấy về online pay đấy, pay buy online online thì nó sẽ là một trong những cái lĩnh vực rất là hay. Các bạn có thể đọc bài này để xem nhận định kỹ hơn về cái dàn lãnh đạo của Momo và xem định hướng của họ thế nào. Và vì thế thì mình thấy là đấy, nó tiềm năng để cho những công ty chứng khoán như Thiên Việt họ đầu tư cổ phiếu vào, họ mua cổ phần của Momo cũng rất là nhiều đấy. Đấy, và làm cho cổ phiếu được kỳ vọng và tăng trưởng tốt luôn. Đấy, giai đoạn vừa rồi thì tăng gần như là rất nhiều phiên ở đây luôn. Đấy. Từ 40 lên 60 và khả năng sẽ còn tăng nữa. Đấy. Và một cổ phiếu nữa là con VC7 này. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ phân tích kỹ hơn về cổ phiếu VC7 này để giúp cho mọi người có được những cái thông tin tốt hơn. Thực ra mình cũng đã phân tích VC7 trong những cái phiên trước nhá. Khi mà mình đã phân tích cái giai đoạn mà cổ phiếu gọi là tiềm năng định giá còn rẻ ấy, nó đã tạo hai nền. Đấy, hai nền cứng, hai nền gọi là nền bằng phẳng luôn đấy, và rõ nền một này chưa mua vào vội, nền hai khi nó rũ hai phiên rồi đấy thì mọi người sẽ mua vào đấy, nó khá giống như những cổ phiếu như con LC đấy. LC đoạn trước này cũng ăn được ba phiên gọi là T3, sau đấy nó rũ thì mọi người chốt lời cũng vừa đẹp đấy. Tuy nhiên VC7 thì nó lại câu chuyện khác của dòng cổ phiếu về giá trị đấy, tức là nó theo cái cổ phiếu về đất ấy và về bất động sản thì nó sẽ có những cái tiềm năng theo sóng luôn. Và vì sao nó tiềm năng ấy, thì mình sẽ phân tích kỹ hơn trong phiên ngày hôm nay để giúp cho mọi người có được những góc nhìn. Thứ nhất là cái dự án khu đô thị phía đông đường Thủy Dương Thuận An thuộc khu E đô thị mới An Vân Dương đấy, đây là một trong những cái khu đô thị rất đẹp mà nó gần ngay, tức là cái quỹ đất của VC7 này nó gần sát ngay với lại cái quỹ đất của con CSC đấy, mình cũng đã giải thích rất nhiều lần rồi. Và CSC thì cái tiềm năng của nó đấy, nó đã chạm đến vùng giá 125. Năm ngoái thì là CSC từ giá 30 cũng giống VC7 hiện tại các bạn nhé, thì sau một thời gian là hiện tại nó đã tăng lên giá
khoảng là 160, 120, 140 là đỉnh cao của nó. Đấy, và bây giờ điều chỉnh ở một vùng 125, tức là tăng đến 6 lần, 7 lần trong vòng 1 năm. Thì các bạn chỉ cầm những cổ phiếu chất lượng như vậy và gọi là nắm giữ thôi là các bạn đã chiến thắng. Đấy, với VC7 thì đây là một dịp mới cho những bạn nào mà còn đang tìm những cổ phiếu có thể ăn bằng lần. Đấy. Thực ra đoạn trước mình đã khuyến nghị cho mọi người vào VC7 giai đoạn mà nó khoảng giá 17, 18. Đây mình cũng đã phân tích nhé. Anh chị em nào thường xuyên theo dõi con VC7 của mình ấy, thì cũng đều biết. Đấy, giai đoạn mà nó khoảng 16 này, lên đến khoảng 35 này. Đấy là giai đoạn mà mình đã khuyến nghị nhịp một. Đấy, sau đấy thì cổ phiếu nó giảm. Đấy, nó giảm theo nhịp rũ của thị trường ấy, thì có thể là cắt được. Đấy, và một canh mua lại. Thì tuy nhiên với những người nào mà người ta định được giá của cổ phiếu và có những góc nhìn mà nó sâu hơn về cổ phiếu ấy thì hoàn toàn nắm giữ được. Đấy, và các bạn nhìn này, sau khi mà phát hành quyền mua giá 10 ấy, đấy, và nó tăng từ 10 lên đến vùng 23, 22 cũng là đẹp đúng không, là có lãi rồi. Đấy, chưa kể thì từ vùng 18 đến cái vùng 22 đấy thì nó cũng đã là một cái sự gọi là lợi nhuận khá là tốt. Đấy, sau khi tích lên khoảng 1 tháng thì nó bắt đầu là có xu hướng đi tiếp với von khá là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy von hôm nay khá là uy tín luôn. Đấy, có những cái lực bán từ những người mà người ta bị kẹp hàng từ trước ấy. Đấy, người ta bị kẹp hàng và người ta bán thì hôm nay tạo lên một cái phiên giao dịch con khá là đẹp. Đấy, và xác thực một cái xu hướng tăng mới của con VC7 này. Thêm nữa thì nó cũng có dự án khu dân cư tại lô CTR 11, CTR 12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A đô thị 10 An Tân Dương, địa điểm vị trí dự án nằm ở phía đông của thành phố Huế và với khu vực nút giao giữa đường Trường Chinh nối dài với đường Thủy Dương Thuận An. Đấy thì các bạn có thể tra được cái vùng địa danh, cái vùng đất của con VC7 này thì thấy là nó rất là đẹp và các hạng mục đầu tư của nó shophouse house và nhà liền kề vườn hoa cây xanh. Đấy, thời gian hoàn thành quý 3 năm 2022 để cũng rất sát rồi. Đấy, cũng rất sát với thời điểm năm sau rồi thì năm đếm cua của VC7 cũng khá gần. Đấy, năm sau sẽ có những cái lợi nhuận đột biến giống kiểu con CSC khi mà book value vào cuối quý 4 năm 2021. Đấy. Và sang quý 1 năm 2022 thì làm cho giá trị của cổ phiếu nó tăng rất là đẹp. Ok, thì mình sẽ vào với lại mục chính của phiên ngày hôm nay nhé, tức là review về thông số của thị trường. Đấy, chỉ số VN Index hôm nay có những cái dao động như nào để giúp cho mọi người có được những cái góc nhìn đấy, sẽ đưa ra những cái quản trị tốt hơn. Đấy, đoạn này thì thị trường đang ở trong những cái xu hướng là dao động biên độ hẹp đây, đấy, sideways. Đấy, đoạn này thì cái việc chọn lựa cổ phiếu đúng ấy nó sẽ rất là quan trọng. Thì giai đoạn này thị trường đang ở một cái xu hướng gọi biên độ dao động hẹp và sẽ những cái nhóm ngành về vốn hóa nó sẽ ít được cái dòng dòng tiền quan tâm, và như các bạn đã biết ấy, những cổ phiếu mà thiên về đầu cơ mà nó có những cái cơ bản nó cũng không phải là khỏe lắm đâu thì nó đều được dòng tiền khá là chú ý. Đấy, những cái nhịp mà cái dòng tiền đi vào và đánh nhanh thắng nhanh ấy. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhá, quan sát này, giai đoạn này nó khá giống với giai đoạn trước khi mà thị trường ở biên độ sideways ấy. Đấy, rất là giống luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Và cái nhóm ngành khi mà thị trường không có một cái nhóm ngành vốn hóa nào mà hấp thụ dòng tiền thì lập tức nó sẽ có phiên chỉnh khá là đáng để các bạn có thể giai đoạn này cẩn trọng, tức là cơ cấu thành tiền mặt một phần đấy, để chờ những cái phiên rũ như này để các bạn canh mua giá đẹp hơn, và chỉ có những cái phiên rũ này thì thị trường sẽ tiếp tục đi lên nhé các bạn nhé. Đấy, tại vì giai đoạn này thì những cái nhóm ngành về vốn hóa lớn ấy, nó đang bị cái dòng tiền ngó lơ và họ tập trung vào đầu cơ ấy, thành ra là vẫn chưa thể đẩy thị trường lên một cái tầm cao mới được. Đấy, chỉ số vẫn đang ở cái sự co hẹp về cái biên độ dao động trong phiên ấy. Hôm nay thì mình đã thấy là có được những cái thông số nó đẹp hơn. Đấy, tức là trong phiên nó có những cái sự gọi là test đỉnh ngắn hạn đấy, của những cái phiên dao động trước. Đấy, và biên dao động mà mình thấy nó đang có xu hướng tăng lên. Đấy, xu hướng cũng vẫn đang tiếp tục đi lên như này thì khả năng là sẽ, nếu mà nhóm ngành vốn hóa chưa có dòng tiền hấp thụ vào thì sẽ có một khả năng là sẽ có một phiên chỉnh khá giống với những cái giai đoạn phiên ngày 27 tháng 9, thì các bạn có thể nên cẩn trọng. Đấy, và gọi là chuẩn bị cho mình sẵn một cái lượng tiền mặt nhất định để có thể là gọi là mua hàng ở giá rẻ. Đấy, thì mình nghĩ là sẽ hiệu quả cho các bạn. Đấy. Rất nhiều anh chị thì qua những cái phân tích của mình ở những cái phiên giai đoạn trước ấy, thì mọi người cũng có những cẩn trọng. Đấy. Đấy, và mọi người là
cũng cơ cấu thành tiền mặt ấy. Thì khi mà thị trường nó rung lắc thì có được tiền để bắt ấy, thì nó sẽ làm cho vị thế của giá của mọi người ấy, nó sẽ tự tin hơn để nắm giữ cổ phiếu. Hay là có những cổ phiếu khác mà nó chạy theo sóng đầu cơ đất như con CII này, mình cũng đã tư vấn cho các bạn từ những cái phiên trước đó. Đấy, mình nhớ là khi mà giai đoạn mà nó phi khoảng 2 cây, đấy, 2 cây, và khi mà có những thông tin của đô đất Thủ Thiêm ấy, thì mình đã đưa ra khuyến nghị cho các anh chị em. Và hiện tại thì phiên ngày hôm nay là chốt lời là vừa đẹp các bạn nhé. Đánh theo nhịp đầu cơ thì mọi người nên đánh một cách an toàn, không cần phải tham lam quá. Và NBB là công ty con của con CI này. Đấy, và quỹ đất của NBB, tài sản của NBB thì mặc dù là ít hơn, tuy nhiên thì hiện tại cái vùng định giá của NBB nó vẫn là cái vùng định giá khá là hợp lý, tại vì cái gọi là cái trôi nổi cổ phiếu NBB nó khá là thấp so với CI. Đấy, và giúp cho cái định giá của nó, cái giá trị thực tại của nó thì đang ở cái vùng định giá nó khá là thấp, thì khả năng là nó sẽ tăng lên được cái vùng giá khoảng 60 được. Đấy, 60 được các bạn nhé. Những cổ phiếu mà nó đi theo những cái sóng ngành bao gồm bất động sản, công nghiệp và gọi là sóng đầu tư công như con CTI này thì cũng là một trong những cổ phiếu mà nắm giữ theo giá trị, mặc dù nó tăng không quá mạnh đâu nhưng mà vẫn ở trong một cái xu hướng gọi là trendline tăng nhé các bạn nhé. Đấy, và khả năng là nó sẽ đến những cái vùng khoảng 30, giá 30 đến 35 được. Đấy, thì có những cổ phiếu này trong tay thì các bạn cứ nắm giữ thôi, tôi khá là tự tin để nắm giữ, không vấn đề gì cả. Đấy. Hay là cổ phiếu ITC này, thế đây là những cổ phiếu mà mình có phân tích ở trong những cái phiên gọi là review những cái phiên trước ấy. Đấy, và vì sao mà những cổ phiếu này tiềm năng thì mình cũng đã đều phân tích, tức là vẫn trong một cái xu hướng tăng điểm nhé, vẫn trong một cái trendline tăng này các bạn nhìn thấy kỹ hơn này. Mặc dù nó tăng không quá nóng đâu, đấy, những cổ phiếu này là mặc dù nó tăng không quá nóng đâu nhưng xét về trendline thì vẫn đang trong một xu hướng tăng này. Đấy, vẫn đang trong một xu hướng tăng rất là tốt, thì mua những cổ phiếu này khá là an toàn. Đấy, mua khá là an toàn, nhịp ra vào thì mọi người có thể là vào sớm vào muộn thì lấy tùy ý. Đấy, cũng không quá đáng lo lắng. Cái việc của mọi người là nếu mà chọn đúng thời điểm thì cái sự gọi là tối ưu về chi phí vốn của mọi người nó sẽ được tối ưu hơn, chứ còn lại thì mua những mã như này thì cửa thua rất là thấp, tại vì thứ nhất là ban lãnh đạo của nó cũng là người có tâm, hai là cái doanh nghiệp hoạch toán vào trong cái lợi nhuận của phần báo cáo tài chính ấy, mình thấy là cũng khá minh bạch. Đấy, những cổ phiếu như này thì cũng khá là tốt để đầu tư. Hay là những cổ phiếu như PLP này, đấy, các bạn nhìn này, mình đã khuyến nghị từ những giai đoạn mà giá khoảng 13 nhé, à 12 nhé. Đấy, 12. Đấy, như vùng sideways này cũng thế, nó cũng đang trong xu hướng tăng. Và đây là những cái cổ phiếu mà cái ngành nghề của nó khá được hưởng thiên thời. Đấy, khá được hưởng thiên thời. Và mặc dù thì cũng có những cái sóng ngành đầu cơ, những cái thời điểm mà đầu cơ giá trị cổ phiếu tăng rất là nóng. Đấy, tuy nhiên ấy, khi mà nó sụt lại thì vì nó là những cái công ty mà bản chất là nó làm ăn thật và nó có sóng ngành nghề hưởng lợi chẳng hạn theo thiên thời thì nó vẫn tiếp tục đi lên. Đấy, vẫn tiếp tục đi lên, cái cơ cấu trong cái bộ máy sản xuất của công ty nó vẫn mở ra để giúp cho nhà đầu tư họ vẫn tự tin là cổ phiếu này nó sẽ, cái công ty này nó sẽ dần dần là phát triển mạnh hơn. Đấy, và làm cho công ty cổ phiếu tiếp tục đi lên một cách khá là bền vững. Thì mình thấy là những cái cổ phiếu như này thì mọi người đầu tư thì nó rất là hợp lý. Đấy, vẫn như với những anh chị mà chưa quen những cái nhịp ra vào, đấy, chưa quen với nhịp ra vào cổ phiếu ấy, đấy, chưa quen chốt lời như nào thứ thì đầu tư trên những mã cổ phiếu như này thì khá là yên tâm. Đấy, phong cách của mình thì như các bạn cũng đều biết qua những cái buổi review trước, tức là đầu cơ cũng có, nhưng mà thường thì cái việc của mình là đưa ra những cái mã cổ phiếu mà nó có câu chuyện, có cơ bản. Đấy, giúp cho mọi người tự tin khi nắm giữ, chẳng may thị trường có rung lắc chẳng hạn thì mọi người vẫn yên tâm cầm cổ phiếu đấy, vì mọi người hiểu là à công ty này nó làm ăn rất là tốt. Đấy, chẳng qua là dòng tiền là chưa chú ý đến. Đấy, hay là cái việc mà nó điều chỉnh ngắn hạn thì các bạn biết là vì ở trên thị trường thì cũng có rất nhiều dòng tiền khác nhau, dòng tiền lướt T cộng này, dòng tiền đầu tư giá trị và dòng tiền đầu cơ theo trung hạn kiểu vậy. Đấy, thế nên là nếu mà cái việc chẳng may bị những cái nhịp chốt lời mà nó như này chẳng hạn, các bạn cũng chưa vội lo lắng. Đấy, và mọi người chưa vội, gọi là nếu ở cái vùng giá mà mọi người mua không tốt chẳng hạn thì mọi người tự tin chưa cắt lỗ vội.
và mọi người sẽ chờ đợi đấy, để trung bình giá thì nó sẽ hợp lý hơn, để tránh cái việc mà cứ hơi một chút là mọi người cắt lỗ ấy, thì nó sẽ làm cho tâm lý đầu tư của mọi người sẽ bị gọi là luôn bị thua đấy, và mọi người sẽ phải học cái cách để đi vốn đấy. Thì trong những khóa học về đầu tư của mình ấy, mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người đấy. Giai đoạn này thì thực ra là mình cũng muốn tổ chức những buổi free để cho anh chị em tham gia, cho mọi người sử dụng cộng đồng một cách tốt hơn đấy, tuy nhiên thì cũng chưa làm được vì vấn đề thời gian. Tuy nhiên giai đoạn tới thì mình sẽ tổ chức 1-2 buổi để giúp cho mọi người có thêm kiến thức về những cái việc đi tiền này, quản trị tài sản. Phiên ngày hôm nay thì mình thấy là cái von bán ra mua vào khá là giằng co, tức là dòng tiền giai đoạn này đang đổ vào thị trường, đổ lại thị trường cũng khá là mạnh đây, khá là mãnh liệt. Mình thấy là giai đoạn này cũng là một giai đoạn khá là tích cực của thị trường, khi mà nó thanh khoản, tức là dòng tiền ở ngoài thị trường tham gia cuộc chơi này đang bắt đầu là tham gia lại nhiều hơn này, và chỉ cần có những cái tác nhân tốt hơn thì sẽ giúp cho thị trường đi lên đấy. Thì giai đoạn này thì anh chị em nếu mà đầu tư thì mọi người cứ tự tin vào đầu tư thôi, cũng đừng nên gọi là sợ thị trường đấy, bỏ thị trường thì không nên đấy, khi mà vĩ mô chính phủ vẫn đang bơm tiền đấy, Mỹ vẫn đang xuất khẩu lạm phát ra thế giới, thì cái việc mà thị trường chứng khoán được hưởng lợi hay là bất động sản được hưởng lợi là sẽ là lúc nào cũng được nhìn thấy rồi đấy. Kênh sản xuất thì đang tắc nghẽn khi mà dịch Covid Omicron đang có dấu hiệu bùng phát là không chỉ châu Âu, không chỉ Mỹ, mà hiện tại cũng đang có những cái lo sợ nó sẽ lan ra Việt Nam đấy. Thì thành ra là giai đoạn này thì những kênh sản xuất nó sẽ rất bị hạn chế nhé. Giai đoạn này ai mà những cái người mà người ta có tiền ấy, những chủ doanh nghiệp ấy, người ta sẽ hạn chế mở rộng cái quy mô sản xuất ra đấy. Các bạn hiểu vấn đề vì sao không? Tại vì dịch bệnh sẽ làm cho cái nhu cầu về tiêu dùng ấy nó sẽ vẫn giảm đi khá là đáng kể so với lại cái thời điểm gọi là trước dịch đấy. Đấy đấy là cũng là một lý do khiến cho nhóm ngành về điện giai đoạn này cũng đang tăng trưởng rất là tốt đấy, đặc biệt là nhiệt than. Hôm qua mình đã có những cái thông tin giúp cho các bạn hiểu vì sao nhiệt than giai đoạn này tăng cao đấy. Thứ nhất là về cái vĩ mô đấy, về hiểu về cái vấn đề về thiên thời thời tiết đấy. Năm sau thì chu kỳ La Nina kết thúc thì La Nino thế vào làm cho cái lưu lượng thủy văn sẽ bị ảnh hưởng đấy. Khi mà thủy điện bị ảnh hưởng thì những cái ngành nghề như là nhiệt khí này, những cái điện than này đấy, và điện gió, năng lượng mặt trời nó sẽ được hưởng lợi. Cái chính vì thế mà vì cái gọi là đầu ra và đầu vào của nhiệt khí nó đắt hơn nhiệt than rất là nhiều, nên thành ra cái nhà đầu tư họ rất là nhạy bén và họ sẽ đầu cơ ngắn hạn vào những cái nhóm ngành về nhiệt than đấy, nhất là khi thị trường sideways thì đánh vào những cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành cổ thủ nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều đấy. Cái cổ phiếu về điện thì mình thấy là cổ phiếu BC1 này các bạn có thể cầm dài được, hoặc là TV2 cũng đều cầm dài được, hoặc NT2 đấy. Với việc mà nó chưa có tức bằng tiền và cái việc mà doanh nghiệp ấy, máy móc sản xuất của nó đã vào cái chu kỳ khấu hao của nó, thì khả năng là đây là một trong những cái mã mà nó sẽ đột biến vào trong doanh thu, với việc mà key chính của nó không phải là cái việc thay đổi cái lĩnh vực sản xuất, mà cái key chính của nó là cái việc mà máy móc có khấu hao đấy, cũng sẽ giúp cho là cái tiền nó bonus vào trong cái phần gọi là vốn phải gọi là cái gì nhỉ, EPS, là phải thanh toán cho nhà đầu tư ấy đấy, họ chưa cổ tức nó sẽ được cao hơn. Đấy, là giúp cho cổ phiếu này là đầu tư khá là tốt, nếu mà ăn theo cổ tức cũng khá là đẹp. Ok, tiếp đến thì mình sẽ nói kỹ hơn là trong phiên ngày hôm nay thì những khối nhà đầu tư họ đang hoạt động như nào nhé, để giúp cho các bạn có được những góc nhìn nó cụ thể hơn. Đấy, xem khối nhà đầu tư nước ngoài giai đoạn này họ mua hay bán hay là họ làm gì. Đây, khối nhà đầu tư nước ngoài hôm nay họ mua dòng, mua đến 210 tỷ và tập trung vào mua ở những cổ phiếu vốn hóa lớn KBC này. Đấy, KBC giai đoạn này cũng khá khỏe đây, ăn theo sóng bất động sản khu công nghiệp. Đấy, VIX này, cái DGC giai đoạn này cũng đang ở trong một cái gọi là xu hướng là thoái vốn của Vinachem ấy.
Đấy, giai đoạn này khả năng là cũng là giai đoạn mà thoái nốt cái 6 triệu cổ phiếu DGC, thì nó sẽ lình xình một thời gian nữa. Đấy, tuy nhiên thì mình nghĩ là DGC về một cái xu hướng dài hạn về tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp cũng như là cái định hướng về doanh nghiệp ấy, thì vẫn là một cổ phiếu đáng để đầu tư giá trị dài hạn cũng rất là tốt. Đấy, hay là những cổ phiếu khác như VCI, đấy, cũng đang được mua khá là nhiều. VCI mình nghĩ là vẫn là một trong những cổ phiếu mà có thể là đợi cầm được giai đoạn này nhé, các bạn không phải lo lắng. Dòng chứng giai đoạn này thì mình nghĩ là giai đoạn mà vì cái dòng tiền ấy, họ sợ vào nhóm ngành vốn hóa lớn khi mà thị trường sideways thôi. Nhưng mà khi mà thị trường đi vào cái xu hướng tăng điểm, tức là khi mà break khỏi cái vùng tích lũy hiện tại, thì nó sẽ giúp cho cái tâm lý của nhà đầu tư họ giải ngân vào thị trường sẽ lớn hơn. Đấy, và giúp cho những cổ phiếu về chứng khoán nó sẽ được hấp thụ dòng tiền trở lại và nó sẽ tăng tốt. Đấy, mình nghĩ là giai đoạn này là cái giai đoạn tích lũy của cổ phiếu, nó sẽ cần một thời gian tầm khoảng 4 đến 5 ngày nữa, 2 đến 3 ngày nữa thôi thì nó sẽ đi tiếp. Đấy. Cái cổ phiếu như Vecon hôm nay tím này là do khối nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư nhé. Vecon thì không chỉ là về năng lượng điện gió mà họ còn có những cái câu chuyện khác như là bất động sản Hưng Yên. Đấy, và giúp cho là Vecon giai đoạn này là có được cái dòng tiền đẩy vào rất là mạnh. Đấy, nhóm ngành hải sản thì đoạn này đang bị chốt lời, tuy nhiên thì mình nghĩ là có thể là một hai phiên nữa quay lại với nhóm ngành này đều được. Đấy, chờ chỉnh đẹp hơn thì mình có thể là mua vào. Đấy, những cổ phiếu khác thì đầu tư công như VCG đấy, cũng có sự điều chỉnh vì phiên hôm nay khá là rung lắc. Một cổ phiếu nữa mình thấy là cũng khá tiềm năng là ADS. Đây là một cổ phiếu mà nó có bất động sản nhé, có bất động sản cả về BOT nữa, nó cũng đều có những câu chuyện rất hay. Thì đoạn này các bạn cũng có thể là quan tâm đến cổ phiếu này. Đoạn trước thì mình đã khuyến nghị cổ phiếu ADS ở cái vùng giá khoảng 17. Đấy, tuy nhiên đến vùng 30 thì mình cũng đã khuyến nghị mọi người chốt lời. Đấy, tuy nhiên thì đoạn này nó cũng có những câu chuyện rất hay để có thể quay trở lại được. Mọi người có thể quan tâm đến cổ phiếu này ở cái vùng giá khoảng 38. Đấy, và có thể nhịp này nó sẽ đánh lên khoảng 50 đấy các bạn nhé. Ok, thì cái phiên ngày hôm nay thì mình xin phép được review ngắn gọn như vậy. Thì chúc mọi người có một buổi tối ngày 22 tháng 12 2021 nhiều niềm vui, và chúc anh chị có được những cái phiên giao dịch tốt hơn phiên ngày 23 tháng 12 2021. Một cổ phiếu ngày mai mình sẽ review kỹ hơn đấy, sau cái buổi ngày mai là cổ phiếu HDD này ăn theo sóng năng lượng, thì mình cũng sẽ review và nêu lên những cái key chính vì sao mà cổ phiếu này là tiềm năng, giúp cho anh chị em có thể có góc nhìn tốt hơn. Đấy, thì mình sẽ review trong buổi ngày mai nhé.